Chào mừng bạn đã đến với kênh Haribo Off Watch. Xin chào 500 anh em. Mọi người khỏe không? Sáng dữ rồi ta. Sáng sớm thì vợ đang nhặt đồ, giờ đi mua mấy ổ bánh mì về chiên ấp lan. Ở nhà trứng quá trời nhiều, một tủ lạnh trứng luôn. Ây da, mới 7 giờ sáng mà nắng gắt dữ ta. Bình thường là 7 giờ rưỡi, 7 giờ 45 mới dậy. Bữa nay có hồ sơ đi ký công chứng sớm nên dậy sớm để mua đồ ăn, làm đồ ăn sáng. Dậy sớm, muốn dậy sớm hơn nữa để đi tập thể dục mà dậy không nổi. 7 giờ mới vậy, ăn ngủ riết bụng tăng vòng đo vòng bụng. À, mình mấy anh em hôm nay có khỏe không? Để mình kể một câu chuyện này vui cho mấy bạn nghe chơi nha. Mình mua giới bất động sản mà, thì bán một lô đất lúc trước, bán được một lô đất được có 5 triệu mà qua năm cò, nhưng mà năm môi giới á thì mỗi người được khoảng 1 triệu. Tới cái ngày mình được ký công chứng á là mấy anh em mới 7 giờ sáng là phòng công chứng nó chưa mở cửa nữa. Thì mấy anh em đã ngồi sẵn ở phòng công chứng chờ rồi, khi nào ký xong thì lãnh tiền về đó. Thì trừ chi phí ra hết thì một người là khoảng mấy trăm ngàn, 800-900 gì đó. Cũng có mặt đầy đủ hết trơn, không có thiếu ai, không có thiếu một ai hết trơn, ngồi cũng vui. Anh em ra quán ngồi đi rồi lấy xong mình chia đó. Nay người ta cắm cọc làm gì ta, chắc xây nhà phố quá. Đất khu ca Mỹ Phước 3 bây giờ nó sốt rồi, 500 mấy một nền rồi, bây giờ nó còn chắc còn lên nữa. Anh em nào có đầu tư thì nhanh nhanh gấp gấp alo nha. Để mình giới thiệu cho một vài lô mà đầu tư mốt bán là kiếm tiền. Tốc độ ở đây nó lên nhanh lắm, cứ một năm nó lên khoảng 100 triệu. Còn mặt tiền đường lớn này thì khỏi nói đi, bây giờ nó nhà thô nó lên tầm khoảng 1.9 tỷ, 2 tỷ rồi. Hồi xưa mình đi qua đây là chưa có một cái nhà nào ở hết trơn á, vắng lắm. Còn nhà thô, nhà BKM nó xây nó bán mà nhà thô không à. Bây giờ nó ở đông hết rồi, kinh doanh buôn bán đa ngành nghề, cái gì cũng có hết. Ăn sáng, đồ ăn sáng này nọ, đồ bất động sản đây. Ở Mỹ Phước 3 này là cò nhiều hơn dân mà. Đây đường D9 chợ tạm đó, người ta hay gọi là chợ chồm hổm á, ngồi ở đâu bán cũng được hết. Vì sát khu công nghiệp mà buôn bán này, mấy công nhân này đi làm về rồi nó mua rất là tiện đó. Đất ở đây là 2 triệu, không quên, 2 tỷ, 5 x 30, 100 mét, 150 mét vuông. Tới đây
Rồi, cảm ơn em. Ở đây mua 3 ổ bánh mì có 5 ngàn à. Thêm 4 cái trứng ốp la nữa, hai vợ chồng ăn bữa sáng no nê. Bởi vậy vật chất ở Bình Dương này nó sống nó rẻ hơn so với Sài Gòn nhiều. Thấy có 10 ngàn là hai vợ chồng ăn sáng là căng bụng luôn á. Ở đây nhà người ta thì đa số là ít, chỉ là kiosk nó cho thuê nhiều thôi. Mà một kiosk nó cho thuê tầm khoảng 7 tới 10 triệu, có chỗ lên tới 14 triệu một tháng. Thì người ta kinh doanh đó thì nói chung là không biết sao nữa. Người ta thấy bán cũng đâu có được nhiều đâu mà mười mấy triệu một tháng lấy đâu ra lời ta. Nó chỉ có một đoạn khu vực đó thôi. Còn có BKMS nó cũng có xây chợ ở phía bên kia kìa, nhưng mà đâu có buôn bán gì được đâu. Tại vì nó xa. Thứ nhất là nó xa khu trung tâm nè. Cái thứ hai nó xa công ty nên người ta ở cũng vắng. Đâu có ai ở nhiều đâu. Đất trên đây còn bao la. Rồi. Luôn. Mấy khúc mấy cái gờ này á. Tại đường ở Bình Dương này thì nó rất là rộng. Nó mênh mông luôn. Ai muốn thích chạy đâu thì chạy, không có công an, không có giao thông gì hết. Đi một năm trời á, thấy được công an được một lần, còn nhiều toàn là dân quân với BKMS đến bắt đâu. Đường rộng nên nó xây mấy cái gờ đi ngang đó thì phải giảm tốc độ lại, nếu không giảm tốc độ lại thì nó bay luôn. À, thấy hay thiệt. Mấy khúc đường này ghê lắm, không nếu không có làm cái gờ là người ta bên đây băng qua thì cái kia đang trớn xuống băng xuống rồi xong hai hai người tông nhau. Mà ở ở Bình Dương này thấy ít xe cộ, nó ít tông xe lắm, lần tông là chết không à, chứ không có bị thương. À, ví dụ như có giao thông có mà tai nạn gì nọ là tối chừng khoảng chừng 2 tiếng đồng hồ là nó dọn sạch sẽ, không bao giờ bạn thấy mà ở Bình Dương này có một cái vết sơn, vết sơn nào sơn dưới đất hết. Nó thiệt, bạn đi bạn có cái chỗ nào mà có sơn dưới đất thì nó làm mấy cái gò cao lắm. Ai đi đi qua đây là phải giảm tốc độ lại hết. Alo cho mình ha, cái số điện thoại mình vẫn để trên trang của mình, hoặc là cái bảng hiệu mà của mình đó, các bạn thấy 0901 699 445 nó có alo cho mình thì mình mời cà phê nha. Rất là vui được quen biết với mấy anh em, chia sẻ kinh nghiệm rồi. Như bạn Thái Phạm Hồng Dương gì đó cũng ở gần bên đây nè. Rồi, anh em cũng chuẩn bị gặp chưa chưa gặp bao giờ. Rồi, anh chào anh em nha.
Vợ ơi, chồng đã về, vợ ơi. Biết giặt đồ xong chưa không biết.